Tập 5. Phải cứu nó. Quân ấy bị sao? Tháng trước kinh thành xảy ra rất nhiều vụ án giết người, và người chết đều là Tân Lang. Bọn họ bắt Ngọc Trụ lôi đi, nói là nó giết người. Ngọc Trụ rõ ràng không hề giết người nhưng lại nhận tội. Hả? Đúng là trời cao không công bằng. Sao lại như vậy chứ? Nếu như phạm tội thật thì chối cãi còn chẳng kịp đúng nữa. Đúng vậy. Sao lại nhận tội như vậy? Lão tiên sinh, cậu thanh niên trai tráng không có việc gì làm hay sao? Không gặp được Nhiêm phu tử, còn quyết không rời khỏi đây. Cậu có thể về đi, ông ấy không nhận học trò đâu. Hả? Tại sao vậy? Bởi vì ta chính là... Lão đầu. Hả? Lão đầu. Người về rồi hả? Ôi trời ơi, Nhiêm phu tử, sao người không thèm để ý tới con hả? Chứ là cô sao? Trân Trân, tốt quá hả? Rồi cuối cùng tôi cũng gặp được Quynh rồi. Ê, quá ra lão tiên sinh chính là Nghiêm phu tử sao? Thất kính thất kính. Đúng đó, ông ấy chính là lão đầu mà Quynh muốn tìm. À không phải, phu tử. Giảng bối bái kiến Nghiêm phu tử. Cậu không cần phải nói gì hết ha? Ta không nhận học trò, mời về cho không tiện. Ê, giảng bối có gì không tốt xin phu tử chỉ điểm, giảng bối nhất định sẽ sửa. Ta không nhận học trò cần lý do hay sao? Nè, lão đầu, người quá đáng rồi đó. Học trò tốt không nhận, người tốt lại không cứu. Người chính là cái gì, cái gì đó. Nói cái gì, nói cái gì? Phu tử, tại con không ngăn được cô nương Hồng Lan. Chuyện của con trai Văn Hỷ Thúc, Lan Ngọc Trụ, cô ấy biết hết rồi. Người nhốt người ta vào phòng làm gì chứ? Sao cô có thể nói như vậy được chứ? Cô không nhìn thấy Văn Hỷ Thúc bị bệnh sao? Ông ấy vì con trai cho nên mới sinh bệnh mà. Người không cứu con trai của ông ấy, sao ấy khỏe Lan được Ngọc chứ? Trụ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn cái gì để nói nữa chứ? Lẽ nào người không biết sao? Hắn vì mất đi nương tử mình yêu thương, không muốn sống nữa cho nên mới nhận tội. Hắn không có tội đâu. Thân thể tóc da là thứ nhận của phụ mẫu, hễ gặp chuyện khó khăn là đòi chết trước, coi như vậy có chết cũng được. Phu tử, đương sự đó có thể trẻ người non dạ, nhất thời hồ đồ mới kích động nhận tội thôi. Đợi khi hắn bình tĩnh lại rồi nhất định hối hận không kịp. Theo lời của Hồng Lăng nói, đương sự đó còn có một người phụ thân già yếu, đáng thương, đang vì chuyện này mà lo lắng không yên. Phu tử sao có thể thấy chết không cứu? Luật pháp đâu phải trò đùa. Bây giờ hắn đã nhận tội lại có chứng cứ xác, lão phu thật sự không có cách nào. Ê, nếu là Ngọc Trụ Hồng Lăng nói thật sự trong sạch, vậy nhất định có cách giúp hắn rửa sạch tội danh. Cậu có cách không hả? Ê, lão đầu, người không biết rồi đúng không? Vị này chính là Trương Trân, được mọi người gọi là Tiểu Bao Chuẩn. Tiểu Bao Chuẩn? Không dám nhận, không dám nhận. Có gì mà không dám nhận chứ? Lão đầu à, con nói cho người nghe, Trương Trân sẽ lật lại vụ án cho La Ngọc Trụ. Nếu như hắn thành công thì người nhất định phải nhận hắn làm học trò, không nhận lời là tiểu cẩu. Hồng Lăng, ta nói con nghe, nếu tùy tiện sửa đổi lời hứa với ta thì sẽ phải trả cái giá đó. Chỉ cần có thể bái phu tử làm lão sư thì nhất định dù có một tia hy vọng tôi cũng không từ bỏ. Cậu không cần phải nói cái gì hết, ta không nghe. Hồng Lăng à, nếu con còn như vậy. Ê, một lời đã định. Trời ơi. Trần đệ à, vụ án Lan Ngọc Trụ chỉ có vụ án giết người thông thường, còn điều về sau dính líu tới Dương gia cho nên mới gây sự chú ý. Hơn nữa bản án đã định rồi, bây giờ sao đệ lại nảy sinh hứng thú với nó vậy? Về chuyện này chúng ta hãy nói sau đi. Xin trưởng huynh tường thuật lại chi tiết vụ án một cách rõ ràng cho đệ nghe có được không? Được chứ. Trong một tháng nay liên tiếp có 3 tầng làng lần lượt bị giết trong đêm tân hôn. Bao đại nhân không có ở kinh thành cho nên vụ án này cho Lâm đại nhân thẩm tra xử lý. Một tuần trước Lan Ngọc Trụ bị bắt, hắn đã thừa nhận toàn bộ tội ác, sự thật đã rõ. Tới hôm nay tất cả mọi chuyện đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Lan Ngọc Trụ, động cơ giết người của hắn là gì? Có cô nương mà hắn ta yêu thương, Trình Yến Điệp, bị một tên nam tử tên là Thành Đại Nghiệp cướp đi. Lan Ngọc Trụ tức giận báo thù nên giết chết Tân Lan vào ngày tân hôn. Ngày đại hôn có rất nhiều khách khứa, hung thủ làm sao mà ra tay? Hung thủ đã hành hung Tân Lan trong tân phòng. Tân phòng? Vậy tân nương nhìn thấy Lan Ngọc Trụ giết người sao? Ba vị tân nương tử khi đó đã bị ngất xỉu nên họ không nhìn thấy gì hết.
có nhân chứng nào khác chứng kiến không? Không có, những nhân chứng khác đều là sau khi vụ án xảy ra thì mới phát hiện Tân Lan bị giết. Lý do Lan Ngọc Trụ giết Thành Đại Nghiệp trả thù rất đầy đủ. Nhưng mà hai vị Tân Lan còn lại thì sao? Đều cướp tình nhân của hắn à? Điểm mà đệ nói tới quả thật rất đáng nghi. Cho tới bây giờ vẫn chưa có cuộc điều tra kỹ càng. Tại sao vậy? Vì trong ngày bị bắt, Lan Ngọc Trụ đã nhận tội. Cả ba vụ án này đều nhận tội trên công đường. Thành Đại Nghiệp có phải nạn nhân cuối cùng không? Không, là nạn nhân thứ hai. Thứ hai? Triển huynh, Lâm Đại Nhân khẳng định cả ba vụ án đều do cùng hung thủ gây ra hay sao? Căn cứ vào bằng chứng để lại hiện trường, lời khai của nhân chứng cùng thủ pháp gây án và kết quả kiểm định thi thể, chắc chắn là cùng một người làm. Lan Ngọc Trụ đã trả thù cho mình trong vụ án thứ hai rồi, về động cơ để hắn giết người thứ ba thật ra là gì chứ? Đúng là có hơi kỳ lạ. Ê, liệu có phải hắn đau lòng quá độ, giết tình địch rồi vẫn chưa thỏa, còn muốn giết người khắp nơi xả giận không? Tại sao mọi người không nghĩ là có thể hắn vốn chỉ không có giết người, hắn là người trong sạch? Cô nói sao? Cô nói rất có lý, nhưng mà phải suy xét lại từ đầu, nhất định sẽ có bằng chứng chính xác. Triển huynh, có thể sắp xếp cho đệ gặp Lan Ngọc Trụ không? Được chứ. Oan cho tôi quá, tôi bị oan mà. Lan Ngọc Trụ, tôi tới để tìm hiểu thêm về vụ án của huynh. Cậu là oan hay sao? Tôi nói với cậu có ích gì chứ? Tôi là Trương Trân, tuy tôi không phải oan, nhưng mà người huynh đệ của tôi, huynh ấy làm quan, có điều huynh ấy không tiện ra mặt, nên tôi một mình tới đây. Nếu huynh tin tôi, xin hãy nói sự thật, xem tôi có thể giúp được cho huynh không. Cậu xin cậu hãy cứu giùm tôi đi, tôi không có giết người, tôi thật sự không có giết người, xin cậu hãy cứu tôi ra. Nếu huynh thật sự không giết người, thì hôm đó tại sao huynh lại nhận tội chứ? Tôi nghe thấy chính miệng Yến Điệp chỉ vào tôi, nói tôi là hung thủ giết người, tôi nhất thời tức giận, nên tôi mới nhận tội thôi. Vì một nữ nhân có thể đi giết người à? Cậu sẽ không làm hả? Là huynh phải nói sự thật, rốt cuộc có giết người hay không? Không có. Thật sự không giết người thật chứ? Một trong số nạn nhân là Thành Đại Nghiệp, tình địch của huynh, mà trong buổi tối xảy ra vụ án, có người làm chứng đã nhìn thấy huynh cầm con dao từ nhà họ Thanh lao ra. Người đó nói không sai, giống vậy tôi cũng muốn đi giết tên họ Thành đó. Nhất là tôi nhìn thấy dáng vẻ Yến Điệp mà tôi yêu thương đang mặt nồng với tên họ Thành đó, tôi chỉ muốn giết cả hai họ ngay lập tức. Nhưng mà muốn giết một người quá khó. Tôi cố gắng nghĩ tới bọn chúng đã làm tổn thương tôi như thế nào, trong lòng tôi căm hận chúng biết bao nhiêu. Nhưng mà việc dù thế nào tôi cũng không ra tay được. Tức là nói huynh cầm con dao đi tới hiện trường, nhưng huynh không giết bất kỳ ai, phải không? Đúng vậy. Nhưng mà lúc đó hiện trường hung thủ lưu lại dấu giày của hung thủ hoàn toàn khớp với dấu giày của huynh. Huynh giải thích thế nào? Tôi không biết nữa, tôi thật sự không biết mà. Cậu xin cậu hãy cứu tôi, tôi không muốn chết. Tôi có lỗi với phụ thân tôi, tôi không muốn chết. Cậu phải cứu tôi ra, tôi bị oan mà, tôi không có giết người. Mọi người xem, tình hình ở đây giống hệt với hiện trường xảy ra vụ án, bao gồm dấu giày này, đèn lồng trên đỉnh đều giống y chang. Triển huynh, không biết chiều nay tôi có thể tới tân phòng trong Dương phủ xem không? Tất nhiên là được, đi thôi. Trần đệ, ta xong rồi. Vậy phiền Triển huynh có thể nhảy xuống từ bệ cửa sổ này không? Được. Một, hai, ba. Đường Tâm, muội có thể mang đôi giày của Triển huynh vào, sau đó nhảy từ bệ cửa sổ xuống không? Để chi vậy? 10 cái bánh bao. Nhưng huynh... 20 cái bánh bao. Muội làm đi. Ừ.
Có cần làm quá như vậy không? Hôi quá. Giày rộng giày đi kiểu gì? Chỉ mang một lúc thôi, có cần mang cả đời đâu. Đi đi. Cao quá đi. Chần chờ cái gì nữa? Cẩn thận một chút. Đứng cho vững. Đừng có chạm vào tôi. Mau lên đi. Chính là chỗ này. Vậy tôi nhảy á. Nhảy đi. Có gì khác hả? Hồng Lân, cô cũng mang giày vô đi. Sau đó nhảy từ trên đó xuống. Tôi cũng có phần hả? Nè, đưa giày kia qua đây. Đưa đây, giày của tôi đó. Trả giày hôi cho Quynh nè. Tôi tới rồi. Đi chiếc nào? Chiếc này. Wow, lớn thiệt đó. Đúng vậy, còn rất hôi nữa. Đừng có làm ồn nữa. Vốn là vậy mà. Ẵm tôi lên đi. Được. Để tới đi. Ê, để tôi ẵm cho. Nam nữ thọ thọ bất thân mà. Thật ra không cần. 1, 2, 3 là lên rồi. Ê, vậy mà Quynh còn ẵm tôi. Cẩn thận đó Hồng Lan. Từ từ á. Chỗ này đúng không? Đúng rồi. Trần đệ, bọn ta nhảy xong rồi, có phát hiện gì không vậy? Để phát hiện, dấu chân hung thủ để lại rõ ràng đều nhạt hơn của Triển Phong và Đường Tâm. Điều này vẫn chưa thể coi là ngược lại với hôm xảy ra vụ án, vì dưới đất cửa sổ lúc đó chắc là ẩm hơn bây giờ. Cho dù là người có cân nặng tương đương với Triển Quynh và Đường Tâm, dấu giày của hắn để lại chỉ đậm hơn. Nhưng mọi người nhìn xem, dấu chân ở đây chỉ đậm hơn Hồng Lăng, từ đó có thể suy đoán cân nặng của hắn. Hung thủ nhẹ hơn ta với bình trà lớn, nhưng lại nặng hơn Hồng Lăng một chút. Chắc là một nam tử thân hình gầy gò. Cũng có khả năng này. Có điều, không loại trừ hung thủ cũng có thể là nữ nhân đứng đây nghe trộm, làm lẫn lộn không chừng. Hả? Vậy thì không phải là Ngọc Trụ rồi. Vậy chúng ta đi nói với Lâm đại nhân đi, kêu ngài ấy thả Lan Ngọc Trụ ra. Khoan đã, những điều này chỉ là nghi vấn chứ không thể lật lại vụ án của Lan Ngọc Trụ. Chúng ta cố gắng nghĩ đủ mọi cách, lấy được chứng cứ đầy đủ, rồi trình báo với quan phủ, mới có thể trả lại trong sạch cho Lan Ngọc Trụ. Phủ Khai Phong. Bao đại nhân. Lâm đại nhân, hai ngày nay đi đường mệt nhọc, vất vả rồi. Bốn phủ ra đi mấy tháng, nghe nói xảy ra mấy vụ án mạng Tân Lan bị giết. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Bẩm đại nhân, bản án đã được phá vào tuần trước. Đây là những hồ sơ liên quan tới bản án. Được. Xin mời bao đại nhân đích thân thẩm duyệt. Được rồi, vất vả rồi. Vậy bị chức xin được cáo lui. Mời. Hung thủ giết người của bản án là Ngọc Trụ với thê tử của người bị hại trong vụ án thứ hai là Trịnh Yên Điệp có quan hệ tình cảm gì không? Phải, hắn ta đã dứt khoát nhận tội trên công đường. Trịnh Yên Điệp cũng có nói, trước khi cô ta bị người ta gây mê, qua giải che đầu màu đỏ, nhìn thấy giày của hung thủ mà dấu giày để lại ở địa điểm xảy ra vụ án thứ ba với kích cỡ của đôi giày hung thủ đều trùng khớp. Lan Ngọc Trụ này giết hại phu nhân của Trịnh Yên Điệp xem ra còn có động cơ hợp lý. Còn về vụ án thứ nhất và thứ ba, động cơ đó là gì vậy? Điểm này bị chức cũng nghĩ hoài không hiểu. Nhưng mà điều mà bị chức có thể rõ đó là lúc Lâm đại nhân điều tra vụ án này đã chịu áp lực của Bát Dương gia. Chẳng lẽ là mấy thanh niên kia? Chuyện gì vậy? Sau khi thẩm tra vụ án, có người không phục, muốn tìm chứng cứ, lật lại phán quyết. Mấy cậu thanh niên này quả thật có khả năng. Bà đại nhân, ý của ngài là
để họ tiếp tục điều tra. Họ nhiệt tình duy trì công chính đáng được khích lệ. Triển Chiêu, ngươi phải âm thầm bảo vệ bọn họ. Dạ, đại nhân. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ghi, chúng ta phải lập tức ra tay điều tra. Hôm nay mời cô tới đây là muốn tìm hiểu một chút tình hình vụ án hôm đó. Cô không cần sợ, cô chỉ cần nói ra tất cả những gì cô nhìn thấy là được. Trần Đệ à, vị này chính là nha hoàn theo hầu bên cạnh của tân nương Lý Gia, tên Thúy Nghi, cũng là người đầu tiên phát hiện án mạng. Thúy Nghi cô nương, cô có thể kể lại lần nữa về vụ án mạng xảy ra tối hôm đó không? Tối đó sau khi Tân Lan về tới tân phòng, lão phu nhân nói Tân Lan uống nhiều rồi, kêu tôi bưng trà nóng tới tân phòng. Thật không ngờ lúc đứng ngoài cửa nghe thấy hai nam nhân đang cãi nhau. Hai nam nhân sao? Đúng vậy, tôi ở bên ngoài cũng không biết phải làm như thế nào. Sau đó tiếng động dừng lại, tôi đẩy cửa bước vào, phát hiện thấy thiếu gia ngã lăn dưới đất, trên cổ toàn là máu. Tôi sợ quá liền hô to. May mà Hỷ nương thiền tỷ chạy lại đỡ phụ tôi, nếu không thì tôi cũng xong đời rồi. Lúc đó cô có nhìn thấy ai rời khỏi căn phòng hay không? Không có. Vậy cửa sổ vẫn mở đúng không? Đúng vậy, hung thủ trốn đi qua ngã cửa sổ đó. Được rồi, đa tạ cô. Tối hôm đó tôi phụ mệnh lão phu nhân mang điểm tâm tới cho tiểu thư Yến Điệp nhà tôi. Không ngờ lúc đứng ngoài cửa nghe thấy hai nam nhân đang cãi nhau. Tôi đợi khi hết tiếng cãi giả mới dám đẩy cửa vào. Thật không ngờ. Lúc cô bước vào thì Thành Đại Nghiệp đã chết rồi sao? Dạ phải. Thật sự quá đáng sợ. Nếu không phải Hỷ nương thiền tỷ kịp thời ra tay đỡ tôi thì tôi cũng... Vậy cô có nhìn thấy hung thủ không? Tôi không nhìn thấy. Hai giọng nói mà cô vừa mới nói có chắc chắn là hai nam nhân không? Phải đó. Một giọng là giọng của Thành tướng công nhà chúng ta, giọng còn lại thì tôi không nhận ra. Đó có phải là giọng của La Ngọc Trụ không? Tôi không biết nữa. Cô nương, cô đã hầu hạ tiểu thư Yến Điệp nhà cô bao nhiêu lâu rồi? Thật ra nha hoàng xưa nay hầu hạ tiểu thư Yến Điệp đầu năm đã về quê lấy phu quân rồi. Tôi mới tới Trình Gia nửa năm, tôi nghe không nhận ra. Vậy tại sao cô dám khẳng định La Ngọc Trụ chính là hung thủ? Không phải đã bắt được hắn rồi đó sao? Hắn đã nhận tội rồi, với lại tâm tư của hắn đối với tiểu thư nhà chúng tôi ai mà không biết. Tên họ La này thật đáng chết. Cả ba nha hoàn đều đứng ngoài tân phòng nghe thấy hai nam tử nảy sinh tranh chấp ở trong phòng, mà một người trong số đó chính là Tân Lan. Vậy thì người còn lại chính là hung thủ. Vậy thì hung thủ là nam nhân rồi ha Trương Trân. Trương Trân, quên đang nghĩ gì vậy? Ê, mọi người có cảm thấy cả ba nha hoàn nhắc tới buổi tối hôm xảy ra vụ án có một điểm tương đồng không? Điểm tương đồng là gì? Mỗi lần sau khi vụ án xảy ra, người đầu tiên tới hiện trường đều là Hỷ nương của Hỷ Bình Phô, chính là cái cô Lương Kim Thiền. Để nói không sai, cả ba hôn sự này đều do cô ta làm Hỷ nương. Chuyện này quá trùng hợp rồi đó. Giống như sắp xếp sẵn vậy á. Hiển nhiên cô ta có liên quan tới hung thủ của ba vụ án. Vậy thì chúng ta gặp Lương Kim Thiền thử xem. Nhưng mà Triển huynh, hai đại nam nhân chúng ta sẽ rất dễ khiến cô ta sinh cảnh giác, đánh rắn động cỏ. Ê, tôi đi với huynh nha. Ê, đừng. Ta sợ lúc đường tâm mà đi với đệ chưa tìm ra được nội tình của Hỷ nương đã làm lộ hết toàn bộ chủ ý của chúng ta luôn rồi. Tôi kém cỏ tới mức như huynh nói sao? Hồng Lăng nè, hay là cô đi với tôi đi. Được đó. Nè, về ta và Đường Tâm đi uống rượu trò chuyện âm thầm nghe ngóng tiếp. Sao huynh nhiều chuyện dữ vậy? Không cho huynh ăn nữa. Có ngon không? Không phải hung thủ đã nhận tội rồi hay sao chứ? Những gì cần nói tôi đã nói hết với Lâm Đại Nhân từ trước rồi. Chúng tôi là thuộc hạ của Lâm Đại Nhân. Trong lúc sắp xếp lời khai của vụ án có phát hiện một phần của cô bị thiếu sót, nên điều tra thêm một bước để đem về bổ sung tư liệu. À, quá ra là vậy. Xin hỏi, Tân Lan ba vụ án đều là cô làm Hỷ nương sao? Thì đúng rồi, sao cậu lại có thể nói như vậy chứ? Chuyện xui xẻo đều đem đổ hết lên người tôi á. Bây giờ mọi người đều nói tôi là thứ sao chổi. Kêu tôi phải kêu quan ở đâu đây? Có điều, người phát hiện ra ba vụ án đều là nha hoàn của chủ nhân. Bọn họ không hẹn mà cùng chỉ ra. Khi họ phát hiện ra hiện trường vụ án mạng thì cô đều là người đầu tiên tới hiện trường. Chuyện đó thì đúng. Có điều hôn lễ náo nhiệt như vậy, sao cô có thể nghe được tiếng kêu của nha hoàn? À, tôi
tôi là một nữ tử, tử lượng thấp. Nhưng trong hôn lễ mà, khách khứa người ta cứ ép tôi phải uống. Tôi không dám đắc tội với người ta, không có cách nào khác. Sau đó tôi đành phải ngoan ngoãn uống một chút, rồi trốn ở phòng khách. Cho nên lúc có tiếng nha hoàn kêu lên, tôi nghe thấy rất rõ ràng, chính là La Ngọc Trụ. Vậy thì trong ba vụ án này, cô thấy được lần nào? Cả ba lần đều nhìn thấy là hắn đó. Hắn chính là hung thủ, các cậu không bắt nhầm người. Vậy cô nhìn thấy hắn ở đâu vậy? Tôi nhìn thấy hắn từ hướng ngược lại cửa sổ tân phòng. Hắn bỏ trốn đi từ hướng đó. Vậy thì cô nhìn thấy tên hung thủ đó trốn đi trong hoàn cảnh như thế nào? Lúc tôi nghe tiếng kêu la của nha hoàn liền chạy tới tân phòng. Sao cô lại có thể khẳng định chắc chắn là hắn? Thân hình hắn rất cao lớn mà. Với lại hắn luôn gây sự vì chuyện của Trình Yến Điệp, lấy thành đại nghiệp. Rất nhiều người đều biết mặt hắn. Vậy lần trước lúc cung cấp lời khai, sao cô lại không nói cô nhìn thấy La Ngọc Trụ? Tôi vô tài vô thế, sợ đắc tội người ta. Nhưng bây giờ hung thủ đã bị bắt, tôi mới dám nói ra chân tướng đó. Tôi đã hiểu rồi. Sự thật vô cùng rõ ràng. Đa tạ cô đã phối hợp, làm phiền rồi. Trương Trân, Quỳnh kêu tôi tới, sao Quỳnh không cho tôi vô mà bắt tôi đứng ở ngoài nghe trộm chứ? Tôi nói dối cô ta, mình là nha môn phái tới. Trong nha môn làm gì có nữ tử chứ. Hơn nữa nếu cô ta thật sự có thật giật mình thì chắc chắn hy vọng người biết chuyện này càng ít càng tốt. Người càng nhiều càng dễ lộ sơ hở, cô ta ngược lại sẽ cảnh giác. Quỳnh suy nghĩ thấu đáo đi, không hổ danh là tiểu bao dưỡng. Nè Trương Trân, tôi cảm thấy hỷ nương đó có vẻ hơi kỳ lạ. Tôi cũng thấy vậy đó. Lúc cô ta nói chuyện với Quỳnh, ánh mắt luôn đảo tới đảo lui, còn suy nghĩ trước sau, không trả lời dứt khoát câu hỏi của Quỳnh. Nhưng mà hễ khi nhắc tới hung thủ thì cô ta lại vô cùng kiên quyết, một mực chắc chắn hung thủ chính là La Ngọc Trụ. Bởi vì cô ta căng thẳng. Tại sao cô ta lại căng thẳng chứ? Vì cô ta chột dạ. Chột dạ là gì vậy? Một người nếu như làm chuyện xấu sẽ chột dạ. Cô ta nói ba lần đều nhìn thấy La Ngọc Trụ từ cửa sổ của tân phòng trốn ra ngoài. Ê, hay là chúng ta lại tới hiện trường xem thêm một lần? Được đó. Bây giờ cô hét to lên đi. Được. Đường Á Tâm. Đường Á Tâm. Đường Á Tâm. Đường Á Tâm. Sao vẫn chưa gọi ta? Làm cái gì lâu vậy? Trừ phi họ đang nói chuyện tình cảm. Hai người họ thì có gì mà nói. Đường Á Tâm. Là Đường Tâm. Cô chạy đi đâu vậy? Tôi hét tên muốn rách họng luôn, cô vẫn không chịu tới. Tôi có nghe thấy đâu. Vì này ta có thể làm chứng. Lúc nãy bọn ta ở phòng khách thật sự không nghe thấy gì hết. Vậy thì kỳ lạ quá. Hôm nay ở đây yên tĩnh như vậy, Đường Tâm và Triển Quynh ở phòng khách đều không nghe thấy tiếng hét của Hồng Lăng. Vậy hỷ nương hôm đó trong buổi tiệc ồn ào tới như vậy, tại sao nghe được tiếng hét của nha hoàn chứ? Điểm này thật sự rất đáng nghi. Còn nữa, lúc nãy khi hai người đi từ phòng khách tới đây, có đi qua tân phòng không? Không có. Từ phòng khách tới tân phòng, căn bản sẽ không đi qua cửa sổ ở tân phòng. Nhưng mà hỷ nương đã nói ba lần cô ta đều tận mắt nhìn thấy La Ngọc Trụ trốn ra cửa sổ của tân phòng. Quỳnh nghĩ thế nào? Cô ta nói dối. Lẽ nào cô ta là hung thủ? Không thể nào. Ba nha hoàn kia rõ ràng nói là nghe thấy tiếng nam nhân đang cãi giả mà. Vậy thì cả ba cô nha hoàn đều nói dối hết. Hả? Cái này chưa chắc. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Ê, khoan đã. Nè, vị đại tẩu này. Đừng đánh tôi mà, tôi chỉ tới đây cúng bái đại nghiệp ca một lúc thôi. Chúng tôi không đánh cô đâu. Coi kìa, đốt cái này làm gì vậy? Rốt cuộc cô là ai vậy? Vì sao lại có người muốn đánh cô?
tôi là thê tử của Đại Nghiệp Ca. Hả? Thê tử của hắn không phải Trịnh Yến Điệp sao? Tôi được gả cho Đại Nghiệp từ năm 16 tuổi, đã ở cùng huynh ấy hơn 10 năm. Đầu năm nay huynh ấy quen với nữ họ Trịnh kia, nói muốn lấy cô ta, sau đó liền bỏ rơi tôi. Tội nghiệp quá. Tên đàn ông này đáng hận thiệt. Triển huynh đây là đang lo lắng nhiều người phức tạp. Mấy người nghĩ xem, nếu chúng ta nhiều người như vậy đi tra án, rêu ra khắp nơi, không những sẽ gây chú ý mà còn đánh rắn động cỏ nữa, càng bất lợi cho việc che giấu thân phận của huynh ấy. Cho nên huynh ấy tới trà quán đợi chúng ta trước. Cái tên quan tham này đúng là rất nhiều chuyện. Triển huynh tâm tư kín đáo, suy nghĩ thấu đáo thôi. Tâm tư kín đáo cái gì? Loại người xấu như hắn hả? Tâm tư cả ngày không để vào chính sự. Ví dụ như tên Thành Đại Nghiệp gì đó, đúng là kín đáo ghê. Chê ghét bỏ thê tử kết thúc của mình rồi đi cưới người khác. Huynh nghĩ coi, hắn dùng tâm tư của mình vào đâu đây? Tôi ghét nhất loại người này luôn á. Từ xưa tới nay, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, cũng bình thường thôi mà. Huynh thấy vậy có công bằng không? Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, nữ nhân thì phải tam trinh cửu liệt. Nếu muội thành thân rồi mà còn qua lại với nam nhân khác, sẽ bị coi là dâm phụ, bị đám đông đánh chết. Nói không chừng có thể dìm cho chết đuối. Huynh đọc nhiều thi thư, huynh nói coi có công bằng không? Đúng, muội nói rất đúng. Là một nam tử hán thì nên biết trân trọng thê tử, trân trọng tình cảm. Nếu phóng túng sắc dục, lấy niềm vui của mình gây ra đau khổ cho thê tử của mình thì gọi là nam nhi gì chứ? Muội ủng hộ huynh, tôi cũng ủng hộ huynh. Ê, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Bây giờ tôi đi tìm Hỷ Nương, hai người về trước đi. Ê, vậy muội đi với huynh. Tôi cũng muốn đi nữa. Không có được đâu, nhiều người như vậy sẽ khiến cô ta phát hiện sơ hở. Huống hồ chi, tôi còn có chuyện khác cần hai người đó. Thật hả? Ừ. Ê, vậy chúng ta đi trước. Đi. Ê, tôi chưa nói là chuyện gì mà. Vị sa gia này lại có việc gì nữa vậy? Về vụ án La Ngọc Trụ, tôi có hai điểm muốn làm rõ. Thứ nhất, lúc đó cô đang nghỉ ngơi ở phòng khách, nghe tiếng kêu của nha hoàn, cô liền chạy tới tân phòng, có phải không? Đúng vậy. Ba lần đều như nhau à? Phải. Sau đó cô lại nhìn thấy La Ngọc Trụ bỏ trốn đi từ cửa sổ của tân phòng, phải không? Đúng vậy. Sao đây hả? Vậy cô nhìn thấy hắn trốn đi từ cửa sổ vào trong hoàn cảnh nào? Có phải là ngay lúc cô chạy tới tân phòng hay không? Phải đó. Rõ ràng cậu biết rồi, còn hỏi gì nữa chứ? Tôi nói vị sai gia này, trong tháng trước có tới 3 tân lang chết, hại tôi không làm ăn gì được hết. Chuyện cần nói đã nói từ lâu rồi, hung thủ cũng đã sớm bị bắt đi rồi. Vậy chuyện này nên kết thúc mới phải chứ. Cậu xin các người đó đừng nhắc chuyện này với tôi nữa. Mời cậu về cho. Tiễn khách. Dạ. Đại nhân, xin mời. Mời. Cô Hỷ Nương đó nhất định có vấn đề. Không chừng hung thủ chính là cô ta. Theo như mấy người nói, đích thực cô ta rất đáng nghi. Nhưng mà chúng ta cần phải có bằng chứng xác thực. Hả? Phiền phức như vậy sao? Cô ta cũng đã chuột dạ rồi mà. Chứng cứ chúng ta có, không đủ chứng minh cô ta là hung thủ. Hơn nữa, động cơ giết người của cô ta hiện giờ rốt cuộc là cái gì? Tôi vẫn nghĩ không ra. Vậy huynh có nhớ thê tử trước đây của Thành Đại Nghiệp hôm đó ở ngoài cửa Thành gia không? Vậy để cảm thấy cô ta có liên quan tới vụ án này sao? Tôi cảm thấy cô ta có thể là một trong những động cơ gây án của Lương Kim Thiền. Trần đệ, ta không hiểu ý cô đại lắm. Rốt cuộc là huynh muốn nói gì vậy? Nè, mọi người xem, ba cô nha hoàn kia không hẹn nhau mà cùng nói, đứng ngoài tân phòng, nghe thấy tiếng hai nam nhân đang cãi giả. Cho dù Lương Kim Thiền không liên quan tới vụ án này, thì có lẽ cô ta vẫn còn một đồng mưu. Đồng mưu? Tôi đang nghĩ là một nữ nhân có khả năng luyện thành giọng nói của một nam nhân không? Không loại trừ khả năng đó. Hả? Không nhìn thấy. Ở đâu ta? Ê, bên kia kìa. Chính là chỗ này. Ê, tên Triển Phong chết tiệt, lần nào cũng vậy hết á. Nói tới rồi không tới, không có trách nhiệm gì hết á. Ê, muội đừng nói huynh ấy như vậy. Triển huynh công sự rất bận rộn, nhất định còn chuyện quan trọng hơn. Cho nên chuyện này chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Chúng ta nhất định phải tích cực điều tra, có biết chưa? Được,
Vậy chúng ta vào đi. Ừ. Tương truyền thất cô nương của Ngọc Hoàng Đại Đế xuống trần phải lòng hiếu tử Đổng Vĩnh, nên đã nhờ cái què âm làm mai mối để lấy Đổng Vĩnh. Cái què âm này liền mở miệng nói để Đổng Vĩnh lấy thất tiền nữ. Chúng ta không được ở riêng với nhau như vậy á. Cây cầm điếc đó sao có thể mở miệng bây giờ? Thất tiên nữ liền nói như vậy, đại thụ không mở miệng hai người sẽ chia tay. Nếu đại thụ mở miệng, nhân duyên ắt sẽ thành. Hay lắm. Tại các chị. Tất cả nhân vật ở đây đều là một mình lão tiên sinh nói sao? Lợi hại quá. Các chị hẹn các chị vào ngày mai. Tiền bối, thỉnh giáo một chút. Được rồi. Hay quá. Dòng nữ nhi ban nãy đang nói đều là do ông nói ra sao? Đúng vậy. Hay thật. Vậy tôi muốn hỏi một chút. Ông có quen với một người tên là Lương Kim Thiền không? À, ý cậu nói Hỷ cô nương đó hả? À đúng đúng đúng, ông biết cô ta sao? Đâu chỉ quen biết, đó chính là đồ nhi của tại hạ. Giọng nam mà mấy nha hoàn kia nghe thấy thật ra chính là Lương Kim Thiền. Thật sự không ngờ cô ta lại là hung thủ giết người. Việc này có gì kỳ lạ đâu. Bản thân Lương Kim Thiền là một người phụ nữ bị phu quân ruồng bỏ, nên lúc cô ta thấy thành đại nghiệp nhất bỏ thê tử kết thúc của mình mà đi tìm niềm vui mới, lửa giận bốc lên đầu, toàn thân giận đùng đùng, nảy sinh ý nghĩ giết người. Rất có thể là cô ta cũng từng thề là phải giết tất cả những kẻ phụ lòng trong thiên hạ này, mới đoán vậy. Cho nên ta nghĩ chúng ta nên điều tra cho kỹ hoàn cảnh của hai nạn nhân còn lại, liệu có thể họ cũng giống như thành đại nghiệp không? Nói không chừng bọn họ đều dứt bỏ thê tử của mình đi tìm niềm vui mới thì sao? Đúng rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của đệ. Điểm tương đồng của ba nạn nhân, họ cùng chung một điểm, đều là dứt bỏ thê tử đi tìm niềm vui mới. Và đây có lẽ chính là động cơ giết người của Lương Kim Thiền đó. Ý Quỳnh là Lương Kim Thiền bị phu quân ruồng bỏ, căm hận những người dứt bỏ thê tử của mình, cho nên giết họ làm niềm vui sao? Đúng. Tôi tán thành hai chân luôn. Đám người bội bạc đó hả, có giết chết năm tên cũng không chơi nhiều. Nè, bình trà lớn. Ta không đồng ý với cô nha, nhưng không thể phủ nhận đây chính là động cơ giết người của Lương Kim Thiện. Đúng á. Có điều hiện nay tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán, cũng chưa có chứng cứ xác đáng. Ê, tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ làm một vụ thành thân giả, dụ Lương Kim Thiện ló mặt ra gây án. Hí, hay nhá. Vậy chi bằng Quỳnh với Kim Mẫu Đơn cùng nhau tổ chức hôn lễ thật luôn. Như vậy đúng là một mũi tên trúng hai đích. Chuyện này sao có thể chứ? Đúng vậy, Mẫu Đơn người ta là thiên kim tiểu thư, sao có thể để cô ấy mạo hiểm vậy? Quỳnh nên tìm một tân nương dũng cảm chút. Thật ra gan tôi cũng lớn lắm á. Cô đừng tâm, hả? Mũi bằng lòng làm nương tử sao? Đúng vậy, Quỳnh kêu mũi làm gì mũi cũng bằng lòng. Được đó, vậy ai làm tân lang đi? Hả? Không phải Quỳnh sao? Đâu có được, ta từng đi hỏi chuyện Lương Kim Thiền mấy lần rồi. Nếu bây giờ ta làm tân lang, cô ta nghi ngờ cái chắc. Ê, mấy người đừng nhìn ta nha. Ta là người võ công cao cường nhất trong chúng ta. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì không được đâu. Không lẽ... Ê, mọi người đều nhìn tôi làm gì? Có được không? Dán bộ đâu vào là ổn thôi. Vị công tử này mời ngồi. Được rồi. Lên trà. Được rồi. Công tử cười vui vẻ như vậy chắc chắn là có được mỹ nhân rồi đúng không? Ê, tân nương tử này đâu chỉ có đẹp thôi hả? Đó quả thực chính là báo vật nhân gian. Hơn nữa gia tài bạc triệu, lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp. Cô nói xem, thế gian này tôi có thể tìm được nữ tử như vậy ở đâu? Dạ mời ngài dùng trà. Mời. À, được, được. Công tử đại phúc đại quý, song hỷ lâm môn. Chúc mừng nha. Ê, nhưng mà tính khí cô ấy không tốt lắm. Hả? Tính khí không tốt lắm. Cô nhìn xem nha. Ồ, cái này là sao vậy? Nam nhân mà, lấy tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Cô ấy lại cứ bất mãn cãi nhau với tôi. Để thành thân với cô ấy, tôi khó khăn lắm mới bỏ được thê tử đầu tiên. Khó lắm. Ngài mà. Đã bỏ thê tử đầu tiên của mình sao? Trời ơi, nữ nhân mà, chơi đùa là được. Mặt đối mặt nhìn nhau 3 năm trời thì chán tới tận cổ. Con người sống ở trên đời phải tận hưởng niềm vui. Đương nhiên là cái gì vui thì chơi cái đó rồi.
Sao vậy hả? Cô cảm thấy tôi nói không phải sao? Phải, đúng là vậy. Nhất định phải vậy. Đúng rồi, còn gì nữa? À, tôi nghe người ta nói cô rất dẻo miệng, hành động nhanh nhẹn, là người rất được việc. Hay là cô giúp tôi lo liệu chuyện này đi hả? Xin lỗi, tôi không thể nhận hỷ sự này của ngài. Tại sao vậy? Tôi vì đã nhận lời nhà người khác rồi. Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền, tôi trả cô gấp đôi. Không phải chuyện tiền nong, ngài đi tìm người khác đi. Thiên tỷ, bộ hạ của Lâm đại nhân tới rồi, có chuyện quan trọng tìm tỷ. Sao lại tới nữa vậy? Ngài chờ một lát nha. Được. Vị đại nhân này lại có chuyện gì nữa vậy? Tối qua giờ tí, La Ngọc Trụ vượt ngục chạy trốn rồi. Cái gì? Nếu cô phát hiện ra tung tích của La Ngọc Trụ, mong cô lập tức thông báo cho chúng tôi. Được rồi. Đa tạ cô nha. Quế công tử, bây giờ tôi có thể nhận hỷ sự của ngài rồi. Trời ơi, cô xem, nói tới nói lui. Nếu cô không nhận thì thôi đi tìm người khác. Đây là chuyện lớn trong đời, không thể qua loa được đâu. Phải. Vừa lúc hỷ sự của nhà kia hủy bỏ rồi, lần này tôi nhận lời ngài sẽ không thay đổi nữa. Vậy thì quá tốt. Đúng vậy. Kiện qua tới. Kiện qua tới rồi, kiện qua tới rồi kìa. Báo tới đi. Báo đỏ tới. Đẹp quá trời. Quế công tử chúc mừng nha. Dán rèm lên. Mời Hỷ Nương. Tôi là Hỷ Nương. Tôi biết cô là Hỷ Nương. Tôi sớm đã để ý người đẹp rồi. Hay là làm tiểu thiếp của tôi đi có được không? Đúng rồi. Uống một chung đi. Ngài nói thê tử của ngài rất dữ, không cho ngài tam thê tứ thiếp kia mà. Không nói coi biết hả? Không nói coi biết không phải là được rồi hay sao? Nè, cô cũng uống đi. Đúng rồi, uống nữa. Ngài uống nhiều rồi. Uống đi. Ấy trời. Uống nữa mới được chứ. Uống đi. Là chàng sao tướng công? Đồ tiện nữ, dám cướp phu quân của người khác. Thứ người khác mất đi cũng không để ngươi có được đâu. Ta sẽ không để ngươi sống ở trên đời này. Nếm thử cảm nhận của bọn ta. Nương tử. Hôm nay vui thiệt ha. Cuối cùng ta cũng có thể thoát được mụ già đó, lấy được người đẹp rồi. Ta phải giết ngươi. Quả nhiên là ngươi. Muốn hại ta sao? Thì ra là các ngươi. Phụng Khai Phong.
Mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên đi. Tới giờ họ định xử án được kìa. Mau lên, mau lên. Họ định xử án được kìa. Đi thôi, đi thôi. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Lương Kim Thị, ngươi lần lượt mua sát Lý Bắc Quyền, thành đại nghiệp giả tự ác. Ngươi có nhận tội không? Tôi có tội. Tôi chỉ giết chết ba kẻ lòng lan dạ sói đó thôi. Tôi có tội gì chứ? Giết bỏ thê tử, tổn thương lòng người không phải là tội sao? Về đạo đức mà nói, ba nạn nhân giết bỏ thê tử con cái phải bị khiển trách. Nhưng quốc có quốc pháp, bất cứ ai không được lấy lý do đã từng bị tổn thương mà cướp đoạt tính mạng của người khác. Đây là ý định mưu sát, theo pháp luật thì không thể dung tha. Đây là pháp luật gì vậy? Đạo lý gì? Tự ý làm tổn thương người khác vốn dĩ không cần trả một cái giá nào hết. Chính vì luật pháp không trừng phạt những kẻ xấu xa đó mới làm cho những người bị hại như chúng tôi bị ép phải tự mình đi đòi lại công bằng. Lương Kim Thị, bỏ qua nguyên nhân phía sau hành vi giết người của người, chỉ riêng việc người vu oan cho La Ngọc Trụ gần như đã đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi còn dám lớn tiếng nói đạo lý?